cái nó bị khét, nó không có màu, nó không có đẹp. Xong món chiên giòn của ngày hôm nay rồi các bạn. Thì đối với món này thì các bạn xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm gà rán chiên giòn nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là vừa đùi vừa cánh luôn. Mình sẽ sử dụng khoảng 1,2 kg ha. 1,2 kg gà nha. Gà sau khi mình rửa sạch rồi mình sẽ chặt ra. Chặt ra như thế này, khúc ra như thế này. Thì để chiên cho món chiên gà ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng là bột chiên giòn và bột chiên xù, hai cái ha. Mình sử dụng đây là khoảng 3 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng cà phê đường. Sau khi chặt gà xong thì ở đây thì mình sẽ đi luộc gà cho nó chín nha các bạn. Mình luộc gà rồi mình chiên thì như thế thì nó sẽ ngon hơn. Giờ mình sẽ luộc gà. Mình cũng xin giới thiệu với các bạn là mình sẽ sử dụng 2 quả trứng gà nha. 2 quả trứng gà để mình khuấy cái bột chiên giòn lên, đợi mình chiên gà ha. Ở đây sau khi mình bắt cái nồi nướng lên khoảng được 1-2 phút cho nước ấm lắm á, mình sẽ cho gà vào nha. Cho gà màu mình luộc. Khi mình cho gà vào trong đây thì mình sẽ cho là khoảng là 3 muỗng cà phê muối và đường. Thì mình sẽ cho vào đây luôn. Mình sẽ bắt cái lửa nhỏ nha các bạn. Bắt lửa thì nhỏ là và mình luộc khoảng đợi cho nó chín ở luôn bên trong á là khoảng 15 phút nha. Mình sẽ luộc cái gà này khoảng 15 phút. Trong khi mình chờ cái luộc gà ở đây thì mình sẽ khuấy bột nha các bạn. Sẽ khuấy cái bột trước. Mình sẽ đập trứng gà qua, mình lấy ra cái tròng đỏ của trứng gà. Với 1,1 kg gà ở đây thì mình sẽ sử dụng ở đây là khoảng là mình sẽ sử dụng là nguyên một bột bột này là khoảng là 150g hoặc là 200g. Nếu các bạn chúng ta có bột nhiều quá chúng ta sẽ sử dụng 200g ha. 1,1 kg gà thì 200g bột. Sử dụng 150g bột và 150ml nước nha các bạn. Ở
Đây thì mình sẽ cho nước vào từ từ mình khuấy nha, mình không cho một lần hết. Các bạn nào thành chúng ta thấy đặt lại á, chúng ta đây thì cho nước thêm. Giờ mình cho là 100ml nước rồi đó. Đây mình cho thêm 100ml nước nữa. Đây là mình cho khoảng là 100ml. Khi mình pha bột nó mịn như thế này rồi, thì mình sẽ chờ cho gà nó chín rồi mình rồi vớt gà ra mình luộc, mình nhúng trong bột này nha. Sau khi mình luộc khoảng 15 phút rồi, giờ mình sẽ tắt cái bếp nha, mình vớt ra rửa ráo. Nên sau khi luộc gà của mình á nó mềm nó nguội rồi ha, mình đây mình sẽ cho cái bột chiên xù, bột chiên xù ra rồi mình sẽ chiên ha. Gà mình sẽ nhúng vào trong đây, bạn quay thấy rõ mình sẽ quay gần hơn. Một điều mình sẽ cho vào trong cái chảo nha, sau đó mình sẽ cho vào trong chảo nha, chảo vào đục thì mình sẽ cho gà vào. Phủi bớt nha, cho vào trong chảo. Mình chiên gà ở đây mình chiên lửa nhỏ thôi nha các bạn, chiên lửa lớn quá cái nó bị khét, nó không có màu, nó không có đẹp. Gà chúng ta nó phủ một lớp bột rồi nó rất là giòn ngon. Đây, mình sẽ gấp gà ra ha. Màu rất là đẹp đúng không? Và như thế là mình đã làm xong món chiên giòn của ngày hôm nay rồi các bạn. Thì đối với món này thì các bạn hãy thử làm cho gia đình mình cũng thích nhé. Và cũng đơn giản. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.